Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel Kiếm Tiền Online của mình nhá. Hôm nay thì mùng 1 Tết rồi. Thì cũng xin được gửi lời chúc tới tất cả anh em, bạn bè, cô dì, chú bác một năm mới thật nhiều sức khỏe nhá. Rồi, hôm nay thì cũng là ngày đầu xuân năm sớm. Thì anh em nhanh tay vào nhóm, mình sẽ lì xì cho anh em. Và có rất nhiều những cái phần quà hấp dẫn đang chờ đợi anh em nhá. Ok, đấy, anh em đang thấy là một cầu bền lẻ rồi. Và con này thì tôi sẽ bẻ sang chẵn đi nhé. Đó, anh em mà có muốn nhận code free chơi trải nghiệm cũng như là kiếm tiền trong cái nhân dịp đầu xuân năm sớm này thì nhanh tay tải về theo cái đường link mình để dưới phần mô tả và bình luận của video nhé. Tải xong thì anh em vào nhóm thì mình sẽ hỗ trợ tặng code cho anh em và còn rất nhiều những cái phần quà hấp dẫn đang chờ đợi anh em. Ok, ba trắng đi nhá. Đấy, đây là một trò chơi mà nó thật sự với anh em là được rất nhiều anh em yêu thích cũng như là rất nhiều anh em đang chơi. Và nói chung là có nhiều anh em mà chưa biết cái cách chơi và cách xoay cầu bắt vị làm sao cho nó hiệu quả ấy, thì mình cũng có hướng dẫn và chia sẻ chi tiết cho anh em ở những cái video trước ấy, anh em vào anh em tham khảo nhé. Nếu thấy hay thì em có thể là áp dụng vào để mà chơi và kiếm tiền đúng không? Ok, ba đỏ thì mình sẽ bắt con này chặn tứ mẹ đi, bẻ cầu 11 xem sao. Ở đây thì nó đang thấy đi là đi cầu dài rồi đây đúng không? 4 này, 1 2 này, 4 này, 1 2. Thế thì nó phải phát này là phải lẻ tiếp đúng không? Chặn tứ mẹ mà đi. Đúng thật đấy. 4 chẵn 1 lẻ 2 chẵn thì ở đây là 4 lẻ, 1 chẵn 2 lẻ. Đấy, phát này thì đi chặn tứ rồi đúng không? X2 mẹ mà đi, quả chặn tứ này. X2 quả chặn tứ này. Tứ đỏ. Ôi, sập đôi không phải tứ đỏ anh em ạ. Ok, con này thì đánh ba trắng nhỉ. Cầu 201 chẵn. 201 chẵn đánh quả ba trắng. Ui, vẫn sấp đôi. Lại cầu 22, lại đi 123 xem. Đây 12 này. Đúng cầu này này. 4 này, 124 này, 4 124 này xem. Không tin. Nếu mà nó cứ đi quy theo quy luật như thế thì anh em cũng sẽ bắt theo quy luật thế, thì có mà nhà cái nó vỡ mồm đúng không? Đôi khi nó bẻ một cái. Đấy là mình suy nghĩ thôi, nhiều lúc thì nó vẫn đi theo quy luật thế mà. Đấy, nhiều lúc nó vẫn theo quy luật thế đây này. 4124 này, 4124 này. Mẹ mày. Tao xem mày có ương được với tao không. Rồi, mày ương được với tao á. Đấy, ương đi. Đấy, nó đi lại 4123 đúng không? 4124 4123. Vẫn đánh quả chặn tứ, vẫn đánh quả chặn tứ. Vẫn kết về 113 này, 11 này. Đừng có đi 321, đừng có đi 321 chuẩn luôn. Tiếp tục của ba đỏ. Ba đỏ này thì ba đỏ này. Ba đỏ này. Ba đỏ này. Đấy, hôm nay thì thắng được bao nhiêu thì mình sẽ lọc lá cho anh em. Anh em nhanh tay vào nhóm để nhận lọc của mình nhá. Sai vị ba trắng rồi. Ok, con dê. Đấy, ba trắng liệu là bẻ cầu bẹt lẻ không? Ba trắng này. Sấp đôi này. Đánh mẹ mày bốn trắng đi này. Ui, sập đôi. Tiếp tục ba đỏ này. Ba đỏ này. Đấy, nói chung là khá là dễ và đơn giản thôi đúng không anh em? Đấy, hy vọng là hôm nay thì khai xuân sẽ đỏ và may mắn đây. Ba, ôi giời ơi, sập đôi, địt mẹ không.
3 nữa, đi cầu 11 này, 3 này. 3 trắng này. Lên. Địt mẹ mày đánh tiếng trước ba đỏ thế, leo ra tiếng này lại ra ba trắng. Đúng là giờ hơi biết bơi rồi. Đánh quả giờ hơi biết bơi rồi. Nào, chặn tứ quả đi. Địt mẹ mày lại ba đỏ lại cầu 22 rồi nha vậy. Thôi hôm nay thì mình sẽ tạm nghỉ ở đây thôi anh em nhé. Ngày hết Tết đến rồi thì đi uống rượu đây. Hôm nay anh em nhớ là vào nhóm để mình sẽ phát lộc cho anh em nhé.